Kính chào quý vị và các bạn. Thùy Trang rất vui khi được gửi đến quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm thực hiện. Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đặng Anh Quân, ông Huỳnh Công Tân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni. Trước đó, hôm 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa và quyết định hoãn do luật sư và các bị cáo là đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng vắng mặt. Ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đang chấp hành án tù và dù không kháng cáo nhưng vẫn được tòa phúc thẩm triệu tập đến phiên xét xử để làm rõ một số tình tiết của vụ án. Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 9 giờ sáng, bà Hằng được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Trong phiên tòa diễn ra sáng ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng mặc áo trắng và cười rất tươi khi gặp lại nhân viên của mình. Bên cạnh đó, bà Hằng còn ôm lấy nhân viên của mình. Do bà Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo, nên nếu xét thấy cần thiết, tòa sẽ xét hỏi bà Hằng. Từ đó, chủ tòa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà xuống hàng ghế phía sau ngồi. Đến 9 giờ 10 phút, phiên tòa bắt đầu khai mạc. Tại tòa, cả ba bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, đều giữ nguyên kháng cáo, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo. Các bị cáo này cũng trình bày hoàn cảnh phạm tội, đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để kính mong hội đồng xét xử xem xét đề nghị của các bị cáo. Về phía bà Hằng, khi được chủ tòa hỏi có đồng ý với lời trình bày của bị cáo Quân tại tòa hay không, bị cáo Hằng cho biết đồng ý. Bị cáo Hằng vừa nói vừa nghẹn ngào, hơn 2 năm ở tù, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất, bị cáo có tội nhưng bị cáo cũng có công. Trước đó, bị cáo Quân cho rằng cáo trạng không phản ánh đúng bản chất lời khai của bị cáo cũng như lời khai khách quan của bà Phương Hằng nên dành nhiều thời gian để chứng minh cho quan điểm của mình. Bị cáo này cũng nhiều lần khẳng định việc mình không xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Trong khi đó, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng bà Hằng gây ra tội ác với bà và gia đình. Bà Lan cũng cho rằng vụ án này có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm. Trong phần thủ tục, chủ tòa phiên tòa thông báo bà Đặng Thị Hàn Ni, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có đơn kháng cáo, tuy nhiên có đơn xin xét xử vắng mặt và được hội đồng xét xử chấp nhận. Chủ tòa phiên tòa kiểm tra thông tin và hỏi bà Đinh Thị Lan, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu gì không? Trả lời, bà Lan yêu cầu đổi một thẩm phán. Nêu ý kiến, vị đại diện Viện Kiểm sát cho rằng lý do xin thay đổi thẩm phán của bà Đinh Thị Lan là không phù hợp với quy định của phiên tòa, nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận. Hội đồng xét xử thông báo tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khoảng 15 phút hội ý, chủ tọa phiên tòa cho rằng yêu cầu thay đổi thẩm phán của bà Lan không thuộc Điều 49, Điều 53 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Lan. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên ngày 21 tháng 9 năm 2023 đã phạt các bị cáo Nhi, Hà, Tân mỗi bị cáo 18 tháng tù, bị cáo Quân bị phạt 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Phương Hằng với vai trò chủ mưu bị phạt 3 năm tù. Cả 5 bị cáo cùng bị tuyên phạt vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù. Theo nội dung vụ án, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube LS Trần Văn Sĩ, Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook Nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên không gian mạng, phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Hai người này còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng, 61 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Do vậy, Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên Nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không. Theo kết luận, bà Đặng Thị Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1, điều 17 Luật An ninh mạng. Tại cơ quan điều tra, Hàn Ni khai nhận, sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về Hàn Ni khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, sau gần một tháng thẩm vấn và tranh luận công khai, phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã dần đi vào hồi kết.
các bị cáo sắp phải trả giá cho sai phạm của mình. Chiều 3 tháng 4, sau khi kết thúc phần tranh luận bổ sung của luật sư và các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm được nói lời sau cùng. Bước lên bục trình bày, bị cáo Trương Mỹ Lan mang theo tờ giấy đã được viết sẵn. Bà Lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép bà là bị cáo duy nhất trong vụ án đang đối diện mức án cao nhất được nói lời sau cùng. Bị cáo bày tỏ lòng biết ơn với các cơ quan tố tụng, công an, điều tra viên, cán bộ trại tạm giam đã chăm sóc tinh thần, động viên bà vượt qua nghịch cảnh khắc nghiệt ập đến. Bà cũng cảm ơn chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ, cho bị cáo trình bày các quan điểm. Tiếp đó, cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát bật khóc nức nở. Bị cáo Lan nói: "Khi trở về trại giam, hàng đêm tôi luôn day dứt một câu hỏi là vì sao tôi và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bị đát như thế này. Tôi nhớ rõ ngày tôi bị bắt tạm giam khi đang đi trên đường buổi tối." Bên cạnh đó, bà cho biết bà nhớ rõ từng thời khắc trôi qua trong suốt 17 tháng bị tạm giam. Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bật khóc: "Có những lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi dấn thân vào thương trường khắc nghiệt và hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo. Những ngày tháng tạm giam, gánh chịu cái rét của mùa đông miền Bắc hay ngày nắng nóng như lửa đổ ở phương Nam là những ngày chập chờn không ngủ được. Tôi nghĩ cảnh chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam. Nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân, gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt, sợ nó tái phát." Lúc này, chủ tọa liên tục trấn an, nhắc nhở bị cáo Lan bình tĩnh để nói lời sau cùng. Sau đó, bị cáo trình bày về nguồn gốc bản thân, gia đình. Cảm xúc của bà Lan thay đổi liên tục, lúc bật khóc nức nở nhưng liền sau đó lấy lại cân bằng nhanh. Bà nói: "Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bước ngoặt định mệnh dẫn đến việc tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay vì tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động ngân hàng." Bà Lan cho biết đau đớn nhất suốt 17 tháng qua là vì tin và hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu SCB thành công. Gia đình, bạn bè, người thân, đối tác trong và ngoài nước đã đem hết tài sản đưa vào ngân hàng đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại SCB. Bà Trương Mỹ Lan bày tỏ sự tha thiết kính mong hội đồng xét xử thực tâm lắng nghe ý kiến bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bà để xem xét lại tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ. Bà cũng mong hội đồng xét xử xem xét các doanh nghiệp đang vay SCB nằm trong 1.284 khoản vay có giá trị khoảng 300.000 tỷ đồng. Số tiền này, theo bà, hoàn toàn có thể cấn trừ vào số tiền cáo buộc bị cáo chiếm đoạt. Bà Lan trình bày: "Tôi luôn nhận thức mức độ ảnh hưởng là đại diện cổ đông lớn chi phối thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành SCB. Tôi luôn nghiêm túc, thành thật thừa nhận hành vi vi phạm quy định tín dụng, chịu trách nhiệm với một số bị cáo SCB về hậu quả vụ án. Sự nhìn nhận này xuất phát từ nhận thức sâu sắc của cá nhân tôi." Bà mong hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo nói: "Kính xin hội đồng xét xử không coi tôi như tội đồ chủ mưu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay. Mong nhận được sự đánh giá công bằng, khách quan. Sự thất bại của tôi trong quá trình tham gia tái cơ cấu SCB không thành công khiến tim tôi đang rỉ máu. Không phải tôi làm dở, tôi đã làm tới mức cuối cùng. Đối diện với quy buộc nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội. Thực tâm bên trong nhận thức và hành động của tôi cùng gia đình, bạn bè, người thân là dành công sức và sự kiên trì đưa tài sản vào để giải quyết về mặt dân sự. Tôi không quên cánh tay chìa ra khi cả gia tộc chìm trong đau thương. Tôi kính xin hội đồng xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận nhận thức và hành động này của tôi." Khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan bật khóc to. Bà cho biết, trước đó gia đình luôn sum vầy, đoàn kết bên nhau. Khi vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát, chồng bà cũng đi tù. Bị cáo Lan chia sẻ: "Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không? Có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa không?" Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình TV để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi. Tôi tan nát cả cõi lòng. Dù sao tôi cũng là phận đàn bà. Tôi đau không thể diễn tả thành lời." Bà Lan cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo.